Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một con game MU nha anh em. Thì con này là con China nha. Thì như anh em thấy ha, thì con game đang chạy ở trên màn hình của anh em ha. Thì con này anh em có thể chơi trên giả lập nha anh em. Đấy, hoặc là anh em có thể chơi trên trên việc cũng được. Thì mình sẽ để cho mấy anh em là hai cái link luôn. Thì một cái link APK và một cái link trình duyệt ha, thì anh em chơi cái nào thấy mượt thì anh em chơi ha. Thì ở đây là mình đang lock là không có sử dụng gì hết, thì anh em thấy chạy cũng ok nha anh em. Thì để mình mở thử những cái tính năng ở đây ha. Đây thì mở thì thấy nó cũng ok đấy, cũng lên đấy. Thì con này thì mấy anh em lock vô nó cũng hơi cực nha anh em, nếu mà nó hơi lắc thì anh em có thể dùng cái quýt phốc nha anh em, để anh em lock cái con này cho nó ok nha anh em. Thì con này thì mình đã test mấy lần thì mình thấy là khi mình lock vào thì nó hơi lắc thôi, mà khi mấy anh em chơi được một hồi á, nó giống như là nó load đủ dữ liệu á thì nó sẽ khá là mượt nha anh em. Thì như anh em thấy là ở đây chưa có dùng cái trình gì hết. Thì cái con này là sẽ free cho mấy anh em là cái tool in game đấy, rất là ngon nha. Thì mấy anh em để ý nè, thì ở trên gần cái avatar nhân vật của mấy anh em á, nó có chữ GM nè ha. Thì mấy anh em muốn tôn con này thì mấy anh em nhấp vào đây ha, vô chữ GM nha. Đây đây thì nó sẽ bung ra một cái tool full cho mấy anh em nha. Thì ở đây anh em có thể dùng trình dịch màn hình hoặc là dùng điện thoại gì đó ha, điện thoại thứ hai á, để mấy anh em dịch ra nha anh em. Thì ở đây thì mình tìm hiểu thì trên ở phần trên á, là mấy anh em sẽ tua kim cương, phần dưới là mấy anh em sẽ tua dược phẩm. Đây đây anh em thấy không, có chữ GM nè ha. Thì ở đây anh em thấy nè, mình mới có 75 dạng kim cương nè ha. Thì mình sẽ tua thử, mình test cái tua luôn nha anh em. Thì cái này là mình đã tua nó đã vào cho nên mình mới quay, thì giờ mình test cho mấy anh em xem luôn. Rồi phần trên thì ở đây thì mấy anh em sẽ gõ tài phản nha. Thì cái con này là tài khoản của mình là bả chị tin ha, thì tài khoản mặc định của mình nha anh em. Rồi ở đây là anh em sẽ nhập cái số kim cương mà anh em cần tuôn nha. Thì mình sẽ test thử là 6 con số 9 nha anh em. Đây nhập tuôn ha, nhập vào nút tuôn ha, thì ở đây nó báo thành công ha. Thì anh em có thể dùng trình dịch màn hình thì anh em sẽ thấy nha anh em. Đấy, khi sớm là mình 175 đúng không, 175 175,6 ha. Để mình làm lại nha anh em, thì mình thêm ha, thêm hai con nữa nha anh em, thử được hay không ha. Thì ở đây thì mấy anh em có thể test số lượng nha. Đấy, mình tôi làm sao mà vừa đủ dùng được rồi. Đây nó lên một dạng nữa ha. Đấy, một cái nữa nha anh em, mình thấy là nó đã có lên kim bảo, ố lên kim cương nha anh em. Đây thêm một con số 9 nữa nè. Đây rồi vào luôn, rất ok nha. Đây 11 luôn ha. Đấy cái chữ này cái chữ dạng hay chữ gì đó, nói chung là tool kim cương là vô nha anh em. Và đến là tool dược phẩm phần bên dưới ha, ở đây thì mấy anh em sẽ chọn dược phẩm ha, dược phẩm thì rất là nhiều nha anh em. Đấy anh em có thể chọn đại ha, tiếng tàu không luôn. Thì ở đây thì mấy anh em sẽ nhập số lượng, thì mình sẽ nhập thử số lượng là 9 ha. Đấy đây thành công luôn. Rồi thì dược phẩm thì dĩ nhiên là vào thư nhận nha anh em. Đấy thêm cái nữa nha, ở đây thì mình sẽ chọn cái số là 11 nha anh em, cái nữa ha. Rồi thành công luôn. Thì đây thư đây nha anh em đó. Thì mở thư lên anh em thấy nó hơi lắc ha. Thì cái phần này nè, mình quay lúc 14 giờ và mình tua lúc 14 giờ 47 luôn. Thì đây là 11 cái ha. Đấy như vậy là tua rất là ok nha anh em. Thì anh em nào mà lóc cảm thấy khó khăn thì có thể dùng trình quýt phốc nha anh em. Đấy dùng trình quýt phốc thì anh em chọn cái like nào nó mượt thì anh em chơi nha. Đấy thì ở đây mình thấy mình mở có những cái là nó lên rất là chậm nha anh em, nó hiện rất là chậm nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ thử mở luôn, mình sẽ để gì mình mở luôn cái quýt phốc nha anh em. Đây rồi mở quýt phốc luôn nha anh em. Rồi cái bước mở quýt phốc như thế nào thì mình không nói lại nha anh em, anh em mở như vậy là thành công ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái like thử nha anh em, mình sẽ chọn một cái like nào đó cho nó mượt mượt là được nha anh em. Thì để mình xem ha.
Thì nó đang dùng cái line này ha, để mình vào qua bên game nè, mình xem cho nó ổn hay chưa nha anh em. Đấy, thì mình cảm thấy cũng là khá ổn nha anh em. Để mình mở thử những cái cửa sổ này lên ha. Đây, rất là nhanh luôn. Đấy, cũng ok ha. Thì mấy anh em có thể chọn lựa những cái len á, cái len bên Witfox á, thì anh em cảm thấy nó mượt thì anh em chơi thôi. Đấy, rất là ngon nha. Rồi thì con này là mình đã test thử cho mấy anh em tool kim cương và vật phẩm thành công nha anh em. Rồi anh em có thể chơi con này nha, thì mình sẽ để hai len nha anh em, một len APK và một len trình duyệt. Thì con game đa nền tảng ha, thì anh em chơi trên mọi thiết bị luôn. Anh em Android thì có thể tải APK ha, còn anh em iOS thì có thể dùng trình duyệt mà chơi nha anh em. Đấy, thì cũng dùng cái Witfox ha để mấy anh em chơi con này nha. Rồi phần giới thiệu con game MU đến đây mình xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy cho mình nha. Anh em nhớ mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.